Tăng kích thước tự nhiên vòng một cấp tốc, từ lép xẹp lên 90cm dễ dàng nhờ cách này. Chọn bộ các cách giúp cho vòng một căng tròn cấp tốc hoàn toàn không đụng chạm dao kéo, và có thể áp dụng ngay tại nhà. Vòng một nở nang và hấp dẫn luôn là mơ ước của hầu hết các chị em. Tuy nhiên, không phải ai cũng có một thân hình đẹp bẩm sinh, cũng như một số đo vòng ngực hoàn hảo. Do đó, nhiều chị em đã tìm đến phương pháp nhân tạo để thêm tự tin và lôi cuốn hơn. Dù vậy, biến chứng hậu phẫu thuật vòng một hay cuộc sống sau khi lạm dụng thẩm mỹ cũng là vấn đề lớn khiến các cô gái e ngại. Nếu bạn chưa đủ can đảm để chung tu vòng một bằng phương pháp thẩm mỹ hoặc muốn sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, đây là các phương pháp tăng kích thước vòng một nhanh chóng và vô cùng đơn giản. 1. Nâng cấp vòng một với chế độ ăn uống nhiều loại đậu, hạt. Từ lâu, các loại đậu, hạt được xem là thần dược để mang lại cho bạn gái vòng một nở nang. Trong đó, đậu nành chính là thực phẩm siêu cấp tăng trưởng vòng một với hàm lượng dầu phytoestrogens, loại hóc môn này sẽ tác động trực tiếp vào sự tăng trưởng vòng ngực. Ngoài ra, đây còn là loại thực phẩm có khả năng chống bệnh ung thư vú tốt. Các loại bột ngũ cốc, bột đậu theo đó sẽ là cứu tinh hiệu quả cho vòng một lép xẹp của bạn. Bởi trong ngũ cốc có nhiều dưỡng chất làm tăng nội tiết tố nữ, không chỉ giúp tăng kích thước vòng một mà còn nuôi dưỡng làn da trắng mịn và tươi trẻ. 2. Tăng kích thước vòng một nhờ đu đủ xanh ngoài bột đậu, đu đủ xanh, cũng là loại trái cây thiên nhiên có tác dụng tăng kích thước vòng một vô cùng nhanh chóng. Nguyên nhân vì trong đu đủ xanh có một loại enzyme giúp kích thích sản sinh, ra phi to cho gen làm tăng size núi đôi. Theo khoa học, hoạt chất trong loại quả này không chỉ ngăn ngừa ung thư vú mà còn kích thích tăng size vòng một. Ngoài ra, đu đủ còn cung cấp các loại vitamin A cho mắt giúp sáng mắt, vitamin C tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, vitamin E làm đẹp da, dưỡng da, nhờ đó, hệ miễn dịch cơ thể sẽ được tăng cường và nguy cơ lão hóa sẽ bị ngăn chặn. 3. Tăng size vòng một nhờ trứng gà. Vì vòng một được tạo thành từ các mô mỡ, nên chế độ ăn uống hợp lý sẽ làm kích cỡ ngực phát triển. Một trong những điều quan trọng dành cho người có vòng một khiêm tốn là nên sử dụng thường xuyên trứng gà ta. Trong trứng gà chứa nhiều protein giúp tăng sản sinh cơ, từ đó giúp size vòng một tăng lên nhanh chóng và trở nên săn chắc, căng tròn. Để chế biến các món với trứng, bạn có thể làm soda trứng gà hoặc hấp cách thủy để vừa giúp cho vòng một này nở hơn, nhưng lại không làm tăng cân. 4. Tạm biệt vòng một khiêm tốn bằng các bài tập thể dục cho ngực như nâng tạ, chống đẩy. Tập thể dục là một trong những cách giúp cho vòng ngực phát triển vì có khả năng hình thành các cơ ngực, cũng như các mô tuyến vú và mô mỡ trong ngực của bạn. Nếu áp dụng các bài tập đơn giản, các chuyển động đó sẽ tác động đến cơ quan xung quanh ngực mà làm tăng số đo vòng một và săn chắc hơn. Một trong những bài tập thể dục hiệu quả chính là chống đẩy, bởi thực hiện chống đẩy sẽ tác động trực tiếp nhất đến các cơ xung quanh ngực. Bạn có thể thực hiện chống đẩy với tự thế song song với sàn nhà hoặc chống đẩy với tường. Ngoài ra, việc nâng tạ cũng góp phần lớn để giúp cho vòng một trở nên hấp dẫn hơn mà không nhờ đến dao kéo. 5. Massage vòng một đúng cách sẽ giúp cho cơ ngực phát triển. Nếu máu huyết lưu thông tốt, vòng một sẽ có màu trắng hồng tự nhiên cũng như hỗ trợ việc tăng kích cỡ tốt hơn. Do đó, mát xa ngực từ 5 đến 10 phút vào buổi sáng khi thức dậy và mỗi tối trước khi ngủ là cách làm tăng vòng một ở tuổi dậy hiệu quả. Đầu tiên, hãy nâng ngực trái bằng tay trái và nâng ngực phải của bạn bằng tay phải. Cùng lúc đó, thực hiện động tác nâng lên xuống nhẹ nhàng, tốc độ khoảng 2 đến 3 lần mỗi giây.